Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Darksider Genesis. Trong tập trước thì chúng ta đã kiếm được hai cái vô khí rồi đó. Chúng ta sẽ cần phải đi ra thôi. Đi ra thì gặp có một vầy nó chặn đường, quất liền luôn. Đỡ. Bây giờ xém nữa. Chết liễu nè. Đập cho một cái. Đã quá. Đập ầm ầm đùng đùng luôn. Còn một con nữa hả? Vô đây. Hai con, ba con gì nữa lệnh. Ê. Chưa tung bị đòn kết liễu. Tại nó còn nhiều máu quá. Tung đòn luôn. Ê gì vậy? Tung đòn, đạp cho một cái. Mày vậy chứ. Ủa, lên nữa kìa, phải không? Tưởng lên nữa. Lên nữa là đập xuống nữa, có gì đâu. Chúng ta đi ra coi. Chỗ này. Phải đi lên trên đây. Ủa, đi lên trên đây rồi đi ra đây hả? Cũng đi vậy thôi hả? Nó phải có một cái điều gì đó ở đây. Ở đường này thì chúng ta còn cái khúc bên đây. Vô đây coi thử coi. Có còn chỗ này. À đúng rồi, đi qua đây nè. Tao chưa mấy con nhỏ ra quá chừng nữa thôi. Vừa mới nói. Hâm. Chặt chặt. Né. Đập. Có con nào nữa không? Mình không có thích mấy con Shaman. Nó chưởng tùm lum hết trơn đó đấy. Kết liễu. Ây. Đập nè. Và hai đòn đó chúng ta đỡ được. Nó không là bị nó chặt rồi. Bây giờ lụm thôi. Đi. Chúng ta sẽ đi thẳng qua luôn. À, xuất hiện nữa. Lên đây. Đàn đóng đánh mới đã. Đúng rồi. Chết hết trơn luôn. Các bạn có thấy gì ở cái phía góc bên phải hay không? Mình mới vừa thấy. Sao tụi nó đông quá. Chúng ta đâu có đường lên đâu ta. Làm sao chúng ta lên trển được. Chúng ta lên trển đập tụi nó chứ. Mấy con quỷ ở trển quá chừng kìa. Ta ra đây là đường đi ra thôi. Đi ra. Và cái chỗ này nó chưa mở cửa. Con đường ở trên nó sao lên chứ. Có gì bên này nữa không? Đây chỉ còn mấy cái sâu thôi à. Hí. Không có. Không cảnh ra. Đường này hả? Đường này có bộ hết rồi. Ê, nhảy xuống đó bị mất máu nha. Ghê thiệt. Xuống đó mà cũng bị mất máu nữa. Rồi tiến vào khu vực trung tâm đi các bạn ơi. Khu vực trung tâm là ở đây nè. Có con gì không nào? Chúng ta sẽ đi qua đây luôn. Hí. Nhảy xuống. Rồi đi qua bên này. Wow. Lửa không ta? Đó. Ây da. Ê, leo lên. Xoay qua. Nhảy. Đây là khu vực trung tâm. Kết liễu. Đúng rồi. Né liền. Cái con này cứng quá vậy. Cứng ghê luôn á. Cho một đạp. Ây da. Cẩn thận với cái con. Con này là cái con bự mà. Chặt hụt rồi nha cưng. Đó, chặt mấy cái là đi ra được rồi. Né ra. Đó, bắt đầu nó chơi xoay kìa. Nó xoay. Né nó ra thôi. Xoay nè. Chọc cho một cái. Hết xoay. Xuất hiện thêm kìa. Ui. Cẩn thận. Hâm. Vui quá. Đánh cái đòn crab. Khi mà chúng ta hạ gục mấy con quái bằng cái đòn crab á, thì mình không thấy nó lên cái crab màu vàng. Khi mà tụi nó bị hạ gục. Ui. Đỡ. Đánh ông chân. Đánh này. Ồ, mà mòn phải không? Hình như không phải. Không phải Mammon đâu. Legion Sea Master. Con này nó chơi. Ây da.
Ra đây, ra đây. Có mấy con nhỏ nhỏ để giúp ta kiếm máu nè. Ây da. Ao, 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 ao. Đập ghê quá. Thế cứ để cho nó rỉa kiểu đó là không được. Phải cẩn thận, đừng có để cho nó chơi cái chiêu đó. Đúng rồi. Đúng rồi, vậy chứ. Ta ra đây. Ây da. Chuẩn bị nó bắt đầu lăn kìa. Nó lăn qua kìa. Chính xác. Hụt rồi nha. Đi né được rồi nha. Ui 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 da. Just beneath my roller. Đổi á. Đổi strike ra chơi. Bắn. Bắn dữ luôn á. Rồi né qua, né qua, né qua. Đúng rồi. Vậy vậy chứ. Strike bắn vui hơn. Mấy con này chơi strike bắn thoải mái hơn. Ui dạ. Ta bắn tiếp. Bắn mà nó tức luôn á, chắc chắn. Chứ đứng ở xa rỉa mà. Ôi, bắn hụt, bắn hụt, bắn hụt. Ôi, cái chiêu nó đập tới luôn rồi, nó đập nó bước tới nữa. Chứ đâu có phải bình thường đâu các bạn. Ây da, bấm lộn, bấm lộn. Không có dự định đổi con. Mình đang có dự định là chúng ta sẽ chơi chiêu để ta bỏ phân thân ra. Đó, có phân thân rồi. Ơi bắn đâu vậy? Bắn bể đầu luôn nè. Con nó xỉu rồi. Rồi sao? Ta phải qua đây đúng không? Ủa nó xỉu rồi, rồi sao nữa? Nó xỉu rồi. Chúng ta hãy vô đây thử coi. Có làm gì đây không? Đó, biết mà. Phải có cái gì đó ở đây. Cậu thang máy như mở ra kìa các bạn. Tăng 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 tăng. Âm thanh rất là quen thuộc ha. Thì bữa giờ mình thấy có nhiều bạn đang thảo luận là phần chơi này là phần trước hay là phần sau của Darksider 3. Thì khi chúng ta nghe cái tên Genesis, Genesis là sáng thế, thì ta có thể nghĩ tới là cái chuyện này nó sẽ nằm ở đằng trước. Đằng trước ha. Phần này là phần tiền truyện á. Ta lấy coi. Get out here, you greedy little bastard. Mammon, cái tên tham lam nhà ngươi ra đây nào. These artifacts, they're from Eden. How could Mammon have these? Những cái báu vật này nó từ Eden. Làm sao mà Mammon có được những món này? Lucifer. Has to be. Chắc chắn là do Lucifer rồi đó. But Eden was sealed off after we left. Nhưng mà Eden đã bị phong ấn lại rồi mà, sau khi chúng ta rời đi. Yeah. It was. Ừ, đúng là như vậy. This appears to be some kind of map rune. Perhaps it could tell us where Mammon has gone. Cái tờ này nhìn giống như là cái bản đồ của một cái bản đồ vậy đó, và nó có thể dẫn chúng ta tới nơi Mammon đã tới. That Volcom could make sense of it. I hate how useful he is. Anh cá là Volrim chắc là nó biết á. Bây giờ anh không có thích cái chuyện mà chúng ta sẽ phải nhờ cái tên đó hoài. Đi về. Chỉ cần hạ gục con đó là đi về được rồi đó. Và khi đi về xong, có cần quay lại không? Đi về cái ha. Về cái đi. Và có đồ mới ở chỗ Volrim. Có Samael ở trển nữa kìa. Lên trển. Volrim đâu? Ồ. Hắn lại đi lên trên kia. Chúng ta nhảy lên trển. Chỗ này đi là phải nhảy qua. Nó mới đúng phong cách. Đâu. Giờ nói chuyện cái coi. Coming devil. Mammon đã trốn khỏi vòng tay của chúng ta rồi hả? Tên này láo cáo quá. In his hoard we found relics stolen from Eden. Somehow Lucifer must have found a way to enter it. Và trong cái kho báu của cái tên Mammon đó thì chúng ta tìm thấy được những cái cổ vật bị chôm khỏi Eden. Thì bằng cách nào đó Lucifer đã tìm được cái đường vô Eden.
This is troubling. Eden was sealed after the Nephilim invasion. Powerful artifacts linger amid the ashes, but they've been safely out of reach. Perhaps until now. Vụ này rắc rối rồi đây. Vậy nhưng chúng ta đều biết là Eden đã bị phong ấn sau cái đợt tấn công của Nephilim rồi. Thì những cái cổ vật mạnh mẽ nó nằm ở giữa cái đống hoang tàn đổ nát đó. Nhưng mà nó rất là an toàn, chúng ta không thể nào lấy được, trừ phi tới thời điểm này. I will have to do further research. If Lucifer has found a way into Eden, the scrying eye will reveal his methods. Giờ chúng ta sẽ cần phải thực hiện một cái nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa, là nếu Lucifer đã tìm được đường vào Eden thì cái con mắt có thể chỉ được cái cách của hắn. We found this map. Chúng ta tìm thấy cái bản đồ này nè. These scribbles make any sense to you? Mấy cái chữ này tụi bay hiểu không? Interesting. It seems Mammon possesses another vault, larger and even more well hidden. These scribbles have given us its location. Thú vị đó nha. Mammon có một cái kho báu khác nữa, bự hơn nữa và được giấu kỹ hơn nữa. Và những cái chữ ngoạch ngoạc này nó đã chỉ cái vị trí của cái món đó. We will force the truth from Mammon's lips and show him the cost of dealing with Lucifer. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tên Mammon phải khai ra và cho hắn thấy cái giá khi mà hắn làm việc với Lucifer. Horsemen, while you fancy yourselves impressive, you both have more to give, much more. Các kỵ sĩ à, khi mà các ngươi á nghĩ là các ngươi rất là gây nhiều ấn tượng rồi, nhưng mà cả hai ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa đó nha, vậy chưa được đâu. Oh, motivational speech. Hold on, let me grab a drink. Oh, động viên hả? Ê, chờ xíu nha, để ta lấy cái gì đó ra đây uống rồi. The council granted you power, but with limits. I can remove those limits to a degree, but you must sense it within yourselves as well. Hội đồng cho các ngươi được cái sức mạnh, nhưng mà nó có bị giới hạn. Ta có thể tháo bỏ được một vài cái giới hạn đó thôi. Và các ngươi có thể cảm thấy điều đó ở trong chính thân thể đó. You are bound to your past and to your guilt. This gives the council a vessel to restrain you, to suppress that which lies within, the chaos, the inner riot. Và những kỵ sĩ tụi ngươi á thì bị trói buộc bởi quá khứ. Điều đó khiến cho hội đồng có lý do để có thể kìm hãm được các ngươi và để có thể giảm được cái sự thật đang được chôn giấu ở sâu bên trong, cái sự hỗn loạn, cái sự gào thét. I was joking about the speech, by the way. Ta chỉ nói đùa thôi nha. Violence. What did you do? Ngươi làm gì đó? You feel pain. However, I did not inflict it. Các ngươi cảm thấy đau đớn chưa? Hả? Tuy nhiên là ta không phải là người gây ra điều đó đâu. Explain yourself. Giải thích đi. I merely opened the door to your inner conflict, your hate, anger, power. You feel it and can thus use it properly. Ta chỉ đơn giản là mở cái cánh cửa cho cái sức mạnh tiềm tàng của các ngươi mà thôi. Cái sự giận dữ rồi cái sự ganh ghét, đó là sức mạnh đó. Các ngươi cảm thấy nó rồi đúng không? Bây giờ có thể sử dụng nó rồi đó. How? Bằng cách nào? You will see soon enough. As your rage builds, your potential can now be reached. Its potential you will need to defeat Mammon and other masters that await. Các ngươi sẽ thấy sớm thôi. Và khi cái sự giận dữ của các ngươi đạt đến tột đỉnh, thì cái tiềm năng của các ngươi có thể được chạm tới hay là được bung ra. Và cái tiềm năng đó sẽ cho phép các ngươi có thể hạ gục được Mammon và kể cả những cái tên đứng đầu khác. Damn! Why do I feel a sudden urge to kill everything I see? Tại sao ta cảm thấy cảm giác là muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ mà ta thấy vậy? I'm sure the council
will be very pleased. Ta chắc là hội đồng sẽ rất là vui lòng vì điều này đây. Chúng ta nói chuyện với lại Samael được không? Chúng ta chờ xíu đây. Complete talk to Samael. Vậy là xong rồi đó. Xuống dưới. Von Rim đã quay trở lại. Nói chuyện với Von Rim. Like for like. Shall we deal? Mình sẽ mua cái upgrade này. Tại vì khi chúng ta lụm nhiều những cái cục máu ở trên đường hay là những cái con quái nó rớt ra và những cái cục máu dư nó sẽ chuyển thành bình máu. Ủa, bấm lộn. Bấm lộn. Chúng ta sẽ mua. Bấm, đã mua. Potion Draft Infusion là chúng ta có thể hồi draft khi sử dụng potion. Và mình nghĩ là mình Passy Health Regeneration. Cái này cần là sao không mua. It's only money. Rồi Potion U cộng 1 cộng thêm 1 bình máu nữa. Work luôn. Many great things for so few souls. Potion Wrap Infusion. Khoan đi, mình sẽ mua Static Shock. Đồng ý. Static Shock là thêm một cái chiêu nữa đó. Basic Fire Core. Chúng ta có thêm mấy cái Core nữa nè. Creature Core Pack. Ghê à. Mở ra ta sẽ được random. Có trò chơi random đây nữa ta. Rồi giờ chúng ta sẽ sử dụng không phải bên này. Ta bấm lên bên. Một hồi mình cũng không nhớ được là chúng ta phải bấm chỗ nào nữa thiệt tình luôn á. Chúng ta sẽ cần phải coi. Rồi để mình đi qua bên kia cái đi. Qua bên đây. Coi thử coi disc có bán cái gì hay không. Phải mua kỹ năng mới. Vô mua. Evade counter. After time. Và cái này được 1800 world lock counter. Khi mà chúng ta đỡ thì nó sẽ gây sát thương. Synergy mua rồi. Double click hoặc win slash. Giờ cái này Meteor Strike nhảy lên đập xuống nè. Rồi mình sẽ chơi world nhiều hơn. Evade counter shadow test step. Nhảy lên cái lướt xuống. Rồi thôi, vô mua cái này đi. Only the best for you boys. Ở đây á, vô nói chuyện á, thì là bấm chữ B. Take your time. Rồi mua á, thì bấm chữ X. Lock counter 600. I'm always down to deal. Rồi đi. Chúng ta sẽ nhảy lên trên này. Qua đây. Qua đây luôn. Cảnh lắm, điên vòng vậy đó. Để mình chạy qua bên cái vault. Ở đây có cái vault nè. Theo mình nhớ là mình đã có đủ chìa khóa. Chưa được. Cái vault này là phải cần có mở rất là nhiều những cái vault khác rồi. Tại vì chúng ta mới mở được có một cái vault à. Như vậy là bên đó sẽ cần mở nữa. Chúng ta xuống đây nè. Vô đây. Mammon Vault. Botman Coin 9/20. Trickster Key 1/2. Trickster Door chưa mở. Nghĩa là chúng ta bỏ lại còn sót nhiều lắm. Nếu muốn thì chúng ta có thể quay lại. Có thể vô trọng. Rồi đi thôi. Rồi trước khi đi thì kiểm tra cái quest một cái. Ở đây sâu 1000. Nãy sao không lấy. Uổng quá vậy. Hết core rồi. Đi thôi. Đạp. Bùm. Ở không bắn chứ. Không đạp. Nó bắn mình thấy gì vậy? Nãy mình lo dòm bên cái phía đối diện không à. Rồi chúng ta có gì ở đây? Oh, wow. No, 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 no! Lucifer promised I'd be safe. He said I'd be protected. He said he promised. Take it all. We're the council's enforcers. You really think you can buy us with this worthless? Okay. You almost had me. Brother, wait. We could have questioned him. Oh, right. Oh, look. He's alive. Happy? Bởi vậy khi mình vô đây mình
thấy kỳ kỳ. Ủa sao chứ bọn thiên cắt cảnh chúng ta xử hắn luôn vậy? Đó hắn kìa. Bắn thôi. Bắn trúng rồi nha. Bể mặt nha. Ui, cái con chuột này. Ây da, ây da, cả tính máu luôn á. Ghê thiệt, cả tính máu luôn nha. Cái con Mamon này, nó là cái con chuột. Rồi, né. Au. Có chất độc nữa chứ. Tới đây. À, bây giờ nó kêu tay chân ra nữa kìa. Ta mau đi lấy máu một cái. Ta còn bị dính độc nữa kìa. Chúng ta đang tập trung lắm nha các bạn. Tại vì á hả, cái con chuột này nó bự quá. Bắn nó không có đơn giản đâu. Đúng là có những lúc pha bắn mù mắt luôn rồi đó. Có những lúc rất là khó để có thể canh được cho nó chuẩn. Tại vì nó hơi xa. Đó, nó lên kìa. Ao. Ây da. Đây, có chiêu mới, có chiêu mới. Cái chiêu điện nãy á các bạn. Khi mà chúng ta mua nãy mình chưa có gắn lên á. Đó, bây giờ chúng ta có thể gắn lên được rồi nè. Được tiền. Rồi thôi chạy ra. Cái nào mới là cái bóng, cái nào mới là cái thời kiện. Chúng ta chắc phải đọc cuốn sách này quá. Ui da. Cái cuốn sách đó, nghi ngờ là cái cuốn sách. Đó, đúng rồi, bắn cuốn sách đi. Giật tiện cái cuốn sách gì cái. Đúng rồi, đang giật tiện cuốn sách nè. Hết cái điện nữa mới ghê. Dính chúng rồi. Ở đầu này có gì? Có cái gương bự thiệt bự luôn. Những kiến bự quá. Hay là gương thần. Ta sẽ phải phá hết những cái món đó trước đã. Rồi qua đây. Có cây búa nữa kìa. Ây. Căng quá nha. Chắc nó là thiệt rồi đó. Nó còn cái gì bên này nữa nè. Bây giờ mình sẽ cần phải đập cái miếng kiến rồi. Mamon. Còn cái búa. Chắc chúng ta sẽ phải đập những cái món này trước á. Rồi cứ kể cái con Mamon đó đi. Chúng ta né ra một cái. Ui, né ra ha. Cái này đập sắp bể rồi nè. Bể rồi. Worthless. Bắn. The hammer is down. Giật điện. Giật điện nó. Đúng rồi, giật điện nó. Rồi qua đây chơi điện nó một cái. The artifact. They're unstoppable. Just kill the rat master. Thì chúng ta sẽ cần phải. Ây da, ây da, ây da. Wow, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải xử mấy cái con nhỏ nhỏ một cái. Rồi có máu.
và mình vừa thử cái chiêu counter á, thì counter cũng ổn. Chúng ta sẽ cần phải xử cái con chỗ bên ngoài. Đau quá, đau quá. Ui, bấm lộn hoài ta. Rồi, biến quỷ. Đúng rồi, biến quỷ. Chơi nó. Ôi, ngầu chưa? Các bạn thấy ngầu chưa? Nguyên một con quỷ cầm cây Gatling Gun luôn. Kết liễu, kết liễu. What's wrong, Mamon? No more coin tricks? Có chuyện gì vậy, Mamon? Xong rồi hả? Lucifer đang dự định cái gì? We might spare your miserable life. Nói đi, chúng ta tha cho. Showed me treasures beyond any that existed in this world. Your threats mean nothing. Lucifer cho ta thấy được, thấy được cái kho báu tuyệt vời hơn ở cái thế giới khác nữa kìa. Yeah, figured it was worth a try. What about all this stuff? Leave it. Samael knows about this place now. It's probably enough here to rebuild his army 10 times over. You good with that? Okay, fine. Let's go. But I'm taking the souvenir. Stry taking the souvenir. Lấy quà lưu niệm. Wow. Chapter 6 chỉ có như vậy thôi đó. Chúng ta lấy sức mạnh của Mammon. Đây là gì? Sức mạnh của Mammon. 2% máu và trap up. Rồi 2% armor up. Quá dữ. Kiểm tra thử coi chỗ này còn gì nữa không. Nó chỉ có vậy thôi đó. Giờ mình có thể lấy cái chỗ nhiệm vụ mấy ngàn sâu nữa nè. Quá đã luôn. Rồi ta vô đây. Reacher Core Enri Trap Power. Ở đây là máu. Mammon đâu? Mammon máu là 2%. Cái kia nhiều hơn. Và cái này là health type khác. Slack Demon. Attack Power. Rồi chúng ta sẽ cần phải có thêm mấy cái kia rồi đây. Health High. Rồi đi, quay về. Quay về. Quay về coi thử coi các bạn sao rồi. Chúng ta phải lên nói chuyện với Samael. Chúng ta đi nào. New item available. Có món đồ mới ở chỗ Von Rim. Và lên nói chuyện với Samael. So, Mammon is no more. You've done well, horseman. Mammon xong đời rồi đó hả? Các người làm tốt lắm, các kỵ sĩ. We're not your executioners. Mammon's death was inevitable. Chúng ta không phải là tay sai của ngươi đâu nha, không phải đao phủ của ngươi đâu. Mammon, cái chết của Mammon chỉ là một cái điều không thể nào tránh khỏi thôi. Yeah, my finger slipped. À đúng rồi, ta lỡ tay bóp cò thôi, đâu có gì đâu. The demon fought us with weapons stolen from Eden. Our suspicions are confirmed. Lucifer has been there. Và những cái con quỷ chiến đấu với chúng ta bằng vũ khí lấy từ Eden. Cho nên cái sự nghi ngờ của chúng ta đã đúng rồi đó, đã được xác nhận. Lucifer đã tới Eden. Mammon and I were rivals. I cannot deny that news of his tragic fate has brought me great pleasure. Let me repay you. Mammon và ta là những cái kẻ cạnh tranh, là đối thủ. Ta không thể nào phủ nhận được cái thông tin mà hắn đã chết rồi, làm ta rất là vui luôn. Cho nên ta phải thưởng cho hai người. Volgrim has continued to track Lucifer's power. It seems he has visited another of the masters. Volgrim đã tiếp tục lần theo cái sức mạnh của Lucifer. Và có vẻ như hắn đã đi tới gặp những cái người đứng đầu khác, những cái thủ lĩnh khác ở địa ngục. Give us a name. Nói tên hắn ra đi. Are you still comfortable with our arrangement? You seem to suggest it was not built to last.
Và ngươi có chắc là ngươi vẫn cảm thấy thoải mái với lại cái dao kèo của chúng ta hay không? Ngươi có vẻ nói là ngươi không có muốn cái dao kèo này nó sẽ tồn tại mà. We've already got our hands dirty. No use washing them now. Giờ tụi ta cũng đã làm bẩn tay rồi. Giờ không có lý do gì nữa phải đi rửa tay hết trơn đó. Đâu cần phủi hết mấy chuyện này làm gì. Words to live by. Lucifer's newest ally is Belial the Corruptor. Access to his realm is limited, but speak with Vulgrim. He will know of a way. Các ngươi cũng linh động lắm đó. Và tên đồng minh kế tiếp của Lucifer là Belial. Và cái đường tới cái thế giới của hắn thì bị giới hạn lắm. Nhưng mà chỉ cần nói chuyện với Vulgrim thôi là hắn biết đường đó. Wonder what it'll cost us this time. Ta cũng không biết là nó sẽ làm hao tốn chúng ta cái gì nữa đây. Chúng ta xuống nói chuyện coi. Nói chuyện với Samael được không? Không, Samael chỉ làm cảnh thôi. Qua đây. Vô nói chuyện. You've come. I've mapped out the pathways to Belial's realm. However, there is something more I require. Cuối cùng cũng chịu tới. Ta đã vẽ ra cái con đường để có thể tới được cái thế giới của tên Belial đó. Tuy nhiên là có một thứ mà ta cần. There's a shocker. What do you need? Đó, đó, nghe sốc chưa? Giật mình chưa? Vậy ngươi cần cái gì? Tell me, horseman. Do you know of the arena? Dạ, cái ngươi phải nói thiệt cho ta biết nha. Các kỵ sĩ, các ngươi có biết cái nơi gọi là đấu trường hay không? You mean the hellhole where you fight to the edge of death, suffer unimaginable pain, and maybe... just maybe escape with your life and a prize? Ý ngươi nói là một cái sân đấu mà chiến đấu tới chết luôn á, phải không? Và sẽ phải chịu đựng những cái cơn đau rã rời, rồi có thể và chỉ có thể là còn sống sót rời đi bằng mạng sống là cái phần thưởng, đúng không? Yes. À, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Never been, but it sounds like my kind of place. Ừ, ta chưa bao giờ tới đó. Nhưng mà nghe giống như nơi là ta sẽ tới đó. It seems the arena masters have secured a rare talisman that will allow me to quicker find the pathways I need. Có vẻ cái tên chủ của cái đấu trường đó đã có được một cái lá bùa hiếm mà nó cho phép ta có thể tìm được cái đường đi ta cần nhanh hơn. Unaware of its true power, the fools offer it as a prize. Bring me the talisman and I will secure for you travel to Belial's realm. Và hắn ta thì lại không biết sức mạnh của cái lá bùa đó mà cái tên ngu đó lại đưa lên làm phần thưởng mới dữ. Cho nên hai người hãy đem cái lá bùa về đây và ta đảm bảo cái đường đi đi qua cái thế giới của Belial cho. Hey, this might actually be fun. À, vụ này vui à nha. For once, we are in agreement. But let us be quick. À, được một lần rồi chúng ta có thể đồng ý với nhau về chuyện này đó. Mà thôi đi nhanh đi nào anh ơi. Giờ chúng ta sẽ cần phải chạy qua bên chỗ của Dis một lần nữa để học chiêu. Hui, bỏ bệnh. Lão qua. Vô trọng coi. Mình sẽ học chiêu của Strike Hewer đây. Slow down now. Giờ đây 2026. Cái nào mắc tiền? Đây là Scorpion Kick. Giờ bên đây, Double Cleave, chắc học cái này luôn. Dragon Breath, nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp. Bum. Those boatman's coins are pretty rare. Where'd you find them? Rồi, chúng ta có thể né. Rồi, 3.003, thiếu chút xíu. Vengeance. Bây giờ, tăng sát thương. Meteor Strike. Nói chung là có nhiều chiêu muốn nâng. Thôi dắt chờ đi. Only the best for you boys. Rồi đi thôi. Mau qua bên đây. Hui. Nhảy. Lướt vô. Đi. Chúng ta sẽ đi qua arena ở phía bên đây. Mỗi cấp độ nó có kìa. Và nó yêu cầu là phải 340. Ghê vậy. 340. Chúng ta sẽ cần phải bấm chữ X để coi. Rồi bấm chữ Y để coi nó thưởng cái gì. Thưởng cũng nhiều thứ ghê chứ. Postman coin kìa. Và lên tới bao nhiêu đây?
lên tới 65.000 là 10.000 sâu. Lem reward chưa được, chưa đi mà. Rồi không, quá nhiều cấp luôn kìa. Đây là cái cấp cao nhất hả? Endless. Ghê. Giờ chúng ta sẽ qua đây coi này là bao nhiêu ạ. Mình sẽ phải đi cái arena một cái. Vô. Next way. Hui. Bắn. Dịp điện. Đã không? Chứ dịp điện đúng đã luôn á. Rồi chuẩn bị next way. Cái này giống như cái Lucible á các bạn. Đã. Rồi cứ dịp điện. Mấy con nhỏ nhỏ này dịp điện thôi. Ui. Né ra liền. Ây da, bị đánh rồi. Bị đánh là không tốt. Không muốn bị đánh giống như vậy. Rồi lấy máu nữa trời. Rồi đánh tiếp. Giờ có con bự ra rồi kìa. Được tiện cái đám ở đó luôn. Bắn con nhỏ. Còn không? Do biểu diễn cái mấy đứa. Đập kế tiếp. Chúng ta có mấy con chó. Ây da, ây da. Dịp điện mấy con chó. Dịp điện luôn. Wow. Điện này đã quá các bạn. Chiêu điện này là quá ngon luôn á. Thiệt là đã. Tiếp tục. Lên một con bự. Rồi thả một cái ây da, ây da, ây da. Lo nhìn. Ây da, ây da. Lo nhìn. Nhìn đi đâu không à. Tại đang lo nhìn chỗ trên kia. Cái chúng ta bị dính chiêu luôn. Để mình bắn nó một cái. Nó đang bất lực chạy tới. Ôi. Hết bất lực rồi. Rồi bắt đầu giật điện nó. Và súng đòn kết liễu. Chém một cái đưa súng lên bắn. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục. Cái này là bao nhiêu quay đây? Đây là cỡ 10 quay. 10 quay thôi. Chỉ là mới có kiểu màn 1 thôi à các bạn. Cái đợt này nó không có quá khó khăn. Ây da, ây da, ây da, ây da. Để mình đạp lên trên cái phần nhâm thạch. Ta qua đây lấy cái này. Minor Core. Kết liễu nè. Đập. Kết liễu luôn. Rồi kết liễu tiếp. Đó. Đó cái chiêu mà đỡ đòn của World đó các bạn. Các bạn có thể thấy được. Rất là đẹp luôn. Rồi ta lượm nào. Chúng ta sẽ được tích lũy bình máu nữa. Bây giờ mình nên chuyển sang cái tay. Để có gì mình chụp mấy con nó lại. Đây là lần kết liễu. Né ra. Rồi né ra. Ôi. Chơi phun lửa. Chơi phun lửa là không đẹp nha. Cho một đạp nè. Ê, cái này là cho một kiếm. Kiếm bự lắm. Cho một kiếm. Đập nó xuống. Giờ các bạn hãy để ý cái cây. Nó lên tới quay nai rồi nè. Quay nai. Ra đây. Chúng ta sẽ quăng một cái gọi là một cái rồi chuyển qua này trước đi. Nãy là quăng ra một cái bóng. Cái bóng đó nó có sát thương. Và nó cũng có tác dụng là để thu hút sự chú ý của mấy em này. Ui da, ui da, nó chém trúng rồi. Thiệt tình. Ta đi lượm đồ một cái. Final way. Manticore hả? Con gì á? Ây da, ây da, ây da, ui da, ui da, ui da. Chơi giật điện nó. Ui hiu, ý dạ. Đau quá, đau quá. Ây, dĩ ra, dĩ ra.
Nghĩ ra, nghĩ ra. Rồi giật hết cái đám này đi, giải tỏa bớt. Đồng quá. Ngươi không thể nào thoát được ta đâu. Ta đâu có cần thoát ngươi đâu. Ta xử ngươi luôn đó. Biết chưa? Hả tên kia. Nó chơi trò lăn bột. Con này là con lăn bột. Chắc là hồi xưa là yêu thích làm đầu bếp, nhưng mà gia đình không cho, bắt phải đi ra làm quái vật. Qua đây bắn tiếp, lấy cây này chích. Ôi đảo quá, thấy phê luôn á, đúng không? Đúng phê thiệt. Ôi dạ, căng thẳng chưa nè, sấy tiếp nè, sấy nó. Có đoạn kết liễu chưa? Mình tới gần để mình coi thử rồi có đoạn kết liễu chưa. Mình chưa thấy kết liễu thôi, mình sấy nó luôn đi. Sấy nó. Rồi xong, xong rồi đó, xong rồi đó. Chúng ta được Plyo Talisman. Và được thêm một cái đồ của nó nữa kìa. Creature Core. Có cái nhỏ không? Không có cái nhỏ. Và nó có cái gì à? Con này là Mammon. Mammon là thêm máu. Rồi Legion Sea Master. Giảm sát thương nhận vào. Đã. Stone Skin. Vậy là chúng ta nên đổi đi. Nó là cái hệ gì vậy ta? Hệ máu luôn nè. Hệ máu đây là Dashing. Ôi này dở. Legion Master. Đổi liền. Được giảm sát thương nhận vô là quá đã rồi các bạn. Giờ hãy view reward một cái. Clam. Bùm. Creature Core là 6000 mấy. Hết rồi. Đồng ý. Được tiền thêm. Được tác thưởng. Giờ qua bên chỗ của Dis. Thì Dis có cái gì đó. Hui. Qua bển coi. Có Vonrim đây nữa. Not bad, horseman. Heard you guys cleaned up in the arena. Không tệ, không tệ chút nào hết. Nghe nói là mấy anh chàng đẹp trai của chúng ta đã dọn dẹp ở trong cái đấu trường rồi phải không? What can I say? It's my kind of thing. Giờ ta nói gì bây giờ? Đấy là nghề của chàng rồi, còn gì nữa? Oh, our kind of thing. Cái đó là nghề của chúng ta. I like you too. Ta thích hai anh chàng này nữa nha. Ah, the talisman. Very nice indeed. Và chúng ta đã có được cái lá bùa rồi đó. Đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Just what does it do exactly? Vậy nó có tác dụng gì hả? It does nothing. But it was once Belial's and still bears his stench, so to speak. It will help me follow his ponderous steps through the void. Nó chả có cái tác dụng gì hết trơn hết á. Nhưng mà nó đã từng thuộc về Blio. Và nó đã có cái mùi của cái tên Blio đó ở trển. Nó sẽ giúp cho ta có thể theo được cái dấu vết để đi xuyên qua cái khu vực khoảng không vô tận. Cái khu vực The Void này đó. Good. The sooner he's dead, the sooner we're on to the next mark. À, tốt thôi. Hắn ta chết càng sớm càng tốt. Thì chúng ta càng sớm tới được cái địa điểm kế tiếp. I cannot lead you to his doorstep, horseman. Only his domain. Nhưng mà ta không thể nào đưa các ngươi tới thẳng cửa nhà hắn được đâu. Ta chỉ có thể dẫn các ngươi vô cái vùng mà hắn đang quản lý thôi. Belial has no domain. How is this possible? Ủa, Belial đâu có một cái vùng nào hắn quản lý đâu. Làm sao điều này có thể được? He does now. Consider it one of Lucifer's gifts. One, meant to satisfy his insatiable hunger. Hắn bây giờ đã có rồi đó. Và cái món đó được xem như là một món quà của Lucifer dành cho hắn. Đó là một nơi để có thể thỏa mãn được cái khao khát, cái thèm khát không thể thỏa mãn được. Samael knows more of it than I. Speak with him while I secure the pathway.
Samael biết nhiều hơn ta đó. Bây giờ hãy đi nói chuyện với Samael đi, trong khi ta sẽ chuẩn bị cái con đường. Và chúng ta sẵn ở đây nói chuyện với The Sky coi. Gì mới không? 5.000. 5.000 mình có thể mua Shadow Step. Và mình muốn là mình nâng cấp cái này. Those Boatman's coins are pretty rare. Boatman coin. Where'd you find them? Còn lại 2.000 Evade Combo. Evade Combo làm gì? Bum. Give a girl some credit. Trời luôn. You know how hard it is to sneak this stuff past Volgrim. Đi qua đây luôn. Giờ chúng ta có thể lên gặp Samael. Hui. Hù Samael một cái, giơ cánh ra. Nó có cánh, chúng ta cũng có cánh vậy. Vô nói chuyện nào. So, Belial's realm awaits. Giờ nói kế tiếp là cái khu vực của Belial đúng không? Yeah, explain that one to me. When did Belial ascend from worthless slob to owning a piece of hell? Rồi bây giờ ngươi sẽ cần phải giải thích cho ta biết là từ khi nào Belial chỉ là một cái tên lười chải thay thôi, mà bây giờ hắn sở hữu được một phần của địa ngục nữa. This was Lucifer's offer. In exchange for Belial's service, he was given 3 Dreadwalker Guardians and a place in hell to produce a weapon for Lucifer. One we don't fully understand yet. Đây là cái đề nghị của Lucifer đó. Và đổi lại thì Belial sẽ phải phục vụ hắn. Và hắn được đưa 3 tên cận vệ và một nơi ở địa ngục để có thể sản xuất một cái món vũ khí cho Lucifer. Một cái món vũ khí mà chúng ta chưa có thể nào hiểu được. Dreadwalkers? Belial still can't take care of himself? Giờ hắn cần phải có cận vệ hả? Belial vẫn chưa thể nào tự chăm sóc được bản thân sao? Regardless, surrounded by them, Belial will be unstoppable. You must discover a way to eliminate them, so that he cannot summon them when the time comes. Đúng rồi đó, những cái tên đó bảo vệ xung quanh và Belial sẽ không thể nào bị ngăn cản được đâu. Và các ngươi sẽ phải tìm cách để hạ gục chúng. Và như vậy thì cái tên trùm sẽ không thể nào triệu hồi được những tên cận vệ khi mà hắn cần. Discover a way. Why not simply eliminate them? Tại sao phải tìm cách? Thì không chỉ đơn giản đi tiêu diệt chúng thôi. They are a three-headed serpent, bound by an unseen force. The largest of the three is challenging to engage. I suggest you figure out what gives him his strength before facing him. Chúng nó là một con rắn ba đầu và nó được bao phủ bởi một cái lớp năng lượng không thể nào nhìn thấy được. Và cái con bự nhất thì nó cũng rất là nhiều thử thách lắm đó nha, nguy hiểm lắm. Ta đề nghị các ngươi nên tìm hiểu lấy đâu ra mà hắn có được cái sức mạnh đó trước đã. And what of the weapon Belial creates? Vậy còn cái vũ khí của Belial đang sản xuất thì sao? Through the scrying eye, Volgrim will learn more while you destroy the Dreadwalkers. When you return, if you return, we will take care of it. Và thông qua cái scrying eye, thông qua con mắt đó, thông qua ta gọi cái này là thiên lý nhãn cho nó hay, và Volgrim sẽ biết được nhiều hơn trong lúc mà các ngươi đang tiêu diệt những tên cận vệ đó. Và khi các ngươi trở về, à khoan, nếu các ngươi trở về thì chúng ta sẽ có thể biết được nữa đó. If. If hả? Nếu hả? Nhiệm vụ đã unlock. Hui. Bay ra. Rớt xuống đây, nói chuyện với Volgrim mới coi. A humble merchant. At your service. Như vậy là chúng ta có một vài cái có thể mua được từ Volgrim. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta vừa unlock ra một cái đấu trường rất là thú vị ha. Rồi chúng ta cũng đã hạ gục thêm Mammon, đó là một con quỷ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị để lên đường. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.